Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Xà Lan Miền Tây nha. Và hôm nay nhân dịp đầu năm mới, mình xin chúc tất cả quý cô bác anh chị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý và đạt được nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực nha. Và hôm nay mình đang có mặt tại cống Ba Hòn các bạn ơi. Thì mình đang chuẩn bị quay để chia sẻ các bạn xem những cảnh những chiếc tàu này là tàu định biển hay đánh cá, mình cũng không cần các bạn. Đây mình kêu còn tàu biển đi. Thì người ta chuẩn bị để ra khơi là một chuyến đánh bắt xa bờ nha các bạn. Thì các bạn đang nhìn thấy đây là những chiếc tàu đánh cá đang chỗ ở đây là cái cây dầu đó các bạn. Ta đã ta đổ nguyên liệu để chuẩn bị một chuyến hành trình ra khơi đó. Và bây giờ mà các bạn cùng đón xem với mình nha. Cống này người ta mở có một cửa giữa các bạn ơi, mình đang đi qua cống nè, mình đang đi qua cái cửa nó phía trong nè. Thì hiện tại cái cửa giữa người ta đang mở nè các bạn. Bạn nhìn thấy khá là nhiều tàu thuyền nha, tàu biển tàu đánh cá nè các bạn. Nước chảy cũng yếu các bạn ơi, chảy không có mạnh không. Wow, ở xa phía đằng xa đang có một chiếc tàu đánh cá đang chuẩn bị qua cống đi ra biển đây các bạn. Các bạn thấy cái mũi ló rồi đó các bạn, ló ra đó. Các bạn cùng xem nè, xem coi chiếc tàu này qua cống như thế nào nha. Em nghĩ qua cũng khá là dễ dàng thôi. Bị nước ở đây nó chảy yếu lắm các bạn. Bạn nhìn thấy nè, thì nước nó mới chuẩn bị nhóm rồng các bạn. Mới mở cống ra nước chảy còn khá là yếu. Nên cái độ nguy hiểm nó ít lắm. Đây một chiếc tàu đánh cá đang, một chiếc tàu biển đang dần dần tiến lại cống nha các bạn. Đúng rác rồi bà ơi. Anh ấy đang trả số để nhả rác nè. Wow, thì quay lại chiếc tàu đánh cá là chuẩn bị qua cống nữa các bạn. Đây, đây tới rồi các bạn ơi. Chiếc tàu này cũng nhỏ các bạn ơi. Tàu nó mới chúc mấy anh bên tàu biển ra khơi tận bầm siêu gió và đạt được chuyến ra khơi đầu năm đạt được nhiều thành công nha. Tàu này đi cũng 3-4 người các bạn, đi qua cống nha bạn ơi, khá đơn giản thôi so với anh thuyền trưởng này. Wow, cắt ba luôn nha. Để nó chạy khá là đình tâm nha các bạn, quá đơn giản các bạn. Anh chỉ thả trâu rồi đánh qua các bạn. Rồi nó nhóm ra đấy các bạn ơi, bạn xem nước đạp nè. Thì xem mình thấy là chiếc tàu này đi có 3 người các bạn, tàu nhỏ đi có 3 người thôi.
rồi những chiếc vỏ lãi và chiếc tàu nhỏ nãy mình thấy đi có một người các bạn. Giờ đây là có hai chiếc tàu đang chuẩn bị ra bến để đi ra biển đánh bắt nè các bạn. Và hai chiếc cặp kè nhau để chạy luôn nha. Hai chiếc này chắc đang ra bến các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy khá là nhiều tàu ra biển nha các bạn. Tàu của ngư dân người ta ra biển người ta đánh bắt. Thì Tết người ta về người ta đậu hai bên nè. Này người ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài người ta đánh bắt lai gai nè. Có những chiếc đang chạy đi đấy các bạn. Cũng như hai chiếc này đang chuẩn bị đổ dầu như nè. Chuẩn bị bơm dầu để chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị một chuyến hành trình đánh bắt xa bờ. À, chiếc thuyền lan này đang quay đầu đường hẹp nha các bạn. Các bạn thấy phía sau rất là nhiều tàu đánh cá nè. Rất là nhiều tàu biển nha. Và phía sau kia đó là mấy cái nhà của người dân người ta ở cặp mé sông đó các bạn. Thì xe lan vô đường nhỏ này quay đầu rất là cực khổ nha. Cái chịu cùng dây mũi vào chiếc xe lan bên đây. Và các bạn nhìn cái lái này các bạn. Qua gần tới bên mấy cái nhà bảnh các bạn. Thì anh tài công điều khiển xe lan đang cho cái lái nó ngã lái này các bạn. Chúng ta đạp nhẹ nhàng nha, để đạp mạnh quá bên phía nhà người dân bên đó người ta la. Và wow, có chiếc vỏ đang chen ngang cái lái vậy bạn. Lái nguy hiểm nha. Bê trong chiếc tàu luôn rồi kìa. À, quay lọt các bạn ơi. Cái lái qua lọt xa đó các bạn. Ồ, chụp số luôn các bạn ơi. Có đích luôn kìa. Ở đây có một chiếc thuyền, có một chiếc tàu nhỏ đang chuẩn bị qua cống đây các bạn. Và tàu đẹp quá các bạn ơi, nhỏ gọn. Chụp số đất các bạn ơi. Và anh ta đi một mình các bạn ơi.
trời nữa, qua cống rất dễ dàng các bạn. Thì hôm nay cũng là ngày 6 các bạn. Ra ngư dân người ta chuẩn bị để quay về công việc hàng ngày. Tiếp tục đi cày. Hiện giờ có những chiếc thuyền và chiếc tàu nhỏ nó đang chuẩn bị rời bến trước mấy chiếc bự các bạn. Mấy chiếc lớn các bạn thấy mấy chiếc lớn còn đậu trên bờ rồi. Mấy chiếc nhỏ thì nó ra khơi trước nè. Bạn nhìn thấy hai bên khá là nhiều tàu thuyền nha, tàu cũng cái khá là nhiều. Có hàng trăm chiếc các bạn. Đây nói về phía đằng cầu ngoài các bạn. Và phía này cũng có một chiếc đang đi ra cống như thế này các bạn. Chiếc này cái vỏ tàu nhỏ nha, nhưng mình thấy nó cũng đi ra biển các bạn, cũng trang bị những cái dụng cụ để ra biển đánh bắt nè. Rồi chuẩn bị qua cống nha các bạn. Thì theo những chiếc này qua cống thì rất là đơn giản rồi, rất là dễ dàng. Nước thì chảy cũng yếu các bạn ơi, nó chảy không có chút không. Thấy tàu đi có ngừ các bạn ơi, hỏi ra người ta đang câu đang lưới gì đó. À, chiếc kia vừa ra thì giờ chiếc này đang cập vô để đổ dầu đây các bạn. Nói chung vừa qua Tết thì mấy anh em bên tàu biển để chuẩn bị các thứ nguyên liệu cũng như cho động cơ và cũng như cho ngư dân anh em chuẩn bị các thứ để tiếp tục một cuộc hành trình đi biển nha các bạn. Cái này đang ghé vô nữa các bạn. Có anh bên kia ra phụ để cầm con dây vô hỗ trợ ra bên đây nha. Thì nhân dịp đầu năm mới xin chúc toàn thể quý bác anh chị và các bạn năm mới ăn thịnh vượng và dạng sự như ý nha. Và cũng chúc cho mấy anh em đi biển đạt được nhiều thành công nha. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.